Ngày xin chào anh em, chúng ta lại tiếp tục ha. Này thì hôm nay mình làm đêm luôn, thì sáng mai mình đi công việc rồi. Thì keo bây giờ nó đã cứng rồi nè, nó khô rồi. Đây. Giờ khúc gỗ còn rất là lớn thì mình phải xẻ nhỏ lại, chứ mình cắn nó lại. Thường cái cán dao này nhỏ thì mình dao này nó ngắn à, cái lưỡi nó chỉ có 80 thôi, thì cái cán mình làm thì cũng khoảng 11 cm thôi. Thì vậy bây giờ mình sẽ cắt bớt. Cái này là dài 11 rồi ha. Giờ nó còn dày lắm, mình xẻ nó nhỏ lại. Buổi tối có khi hơi không đủ ánh sáng, anh em thông cảm ha. Rất là nhỏ anh ạ. Giờ mình mài lấy dán lại thôi. Rồi mình chuyển qua mài ha. Buổi tối nên anh em cũng thông cảm ha.
Cái dao hai tan thì anh em có thể mài thì cái dáng mình thích, chứ không có bắt buộc phải làm thì cái dáng dao. Mình này thường hay làm việc buổi tối lắm. Em thấy chưa? Đó. Như cái đường này nè. Tạo một cái đường rất là đẹp.
cũng miếng thứ hai rồi. Ok ha, giờ mình sẽ mài. Do cái cặp đoạn này nó hơi dài á, nên mình sẽ để cái video tiếp theo khi mà mình mài xong á, mình sẽ tạo dáng cho nó khi mình mài xong. Video sau là sẽ hoàn thiện ha. Giờ mình chỉ việc mài nhỏ nó lại thôi, mình tạo dáng cho nó, mài nhỏ và tạo dáng nó thôi.